Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Coi Số 8. Thì ở video đợt trước thì mình đã cập nhật cho anh em rồi đúng không? Thì ở trong cái video đợt này đó thì mình sẽ xin chia sẻ lại một cách tổng quan nhất về những cái việc mà nó đã khiến thị trường ra đến cái nông nổi như thế này. Và dẫu là một cái câu chuyện buồn, nhưng mà trước khi chúng ta hãy tiến vào cái câu chuyện buồn của ngày hôm nay thì chúng ta hãy nói về một cái câu chuyện vui đi. Thì như một cái hình mà mình đang chia sẻ đến cho anh em trên đây, thì anh em có biết rằng là vào cái ngày mà 13 đúng không? Không, 12 chứ, 12 tháng 7 là tối thứ ba đó anh em. Đó, tối mà anh em ngồi anh em xem đá bóng trận cầu giữa Manchester United và Liverpool đó. Thì đồng loạt chúng ta cũng đã có một cái sự gọi là rất là sôi nổi ở trên cái thị trường crypto của chúng ta. Đó. Và cái sự sôi nổi này nó đến từ đâu? Thì như cái hình trên đây anh em thấy rằng là cái tháng 6 của chúng ta cực kỳ ảm đạm đúng không? Tháng 5, tháng 6, tháng 4 cực kỳ ảm đạm ở trong một cái phạm vi mà mình tạm gọi ở đây đó chính là cái phạm vi mà các quỹ đầu tư họ bắt đầu họ kêu gọi những cái số tiền huy động tài trợ nè, rồi họ lập ra những cái quỹ đầu tư mới, hoặc là họ giống như kiểu là họ huy động nguồn vốn từ bên ngoài để họ có thể là mở rộng cái tham vọng đầu tư của họ hơn. Thì chúng ta chờ trong tháng 4, tháng 5, tháng 6 chúng ta chẳng có gì cả. Chúng ta chỉ có lèo tèo những cái thương vụ nhỏ nhỏ đúng không? Nhưng mà đặc biệt là tại sao trong một cái thị trường mà nó đang khắc nghiệt như thời điểm hiện tại mà chỉ trong một đêm thôi anh em, thì ở đây anh em thấy được rằng là chúng ta đã có tới 5 đến 6 cái tên đã bất ngờ gọi được những cái số tiền rất là khủng để mà có thể tiếp tục mở rộng cái việc đầu tư và cái việc phát triển dự án của họ. Thì ở đây chúng ta có đơn cử như là những cái như là anh em biết là Animoca Brand, một cái công ty phát triển blockchain game metaverse và NFT cũng rất là lớn, và nếu mà mình không muốn nói là bây giờ đang dẫn đầu thị trường đó, thì họ đã huy động được khoảng là 66 triệu đô và họ nâng cái định giá của họ lên tầm khoảng 5,9 tỷ. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có Genesis Safe nè. Chúng ta cũng có một cái sự hành động khác của Magic Eden khi mà họ đã huy động được khoảng 130 triệu đô vào tháng 6. Nhưng mà vào tối thứ ba thì họ nói rằng là bây giờ họ sẽ lập ra một cái quỹ mới riêng để mà có thể tập trung vào blockchain game và web 3 chẳng hạn. Và chúng ta cũng có nhiều cái nền tảng lớn nhỏ khác nhau mà chỉ trong một đêm đó thôi anh em. Đó, và chúng ta cũng có như là Multicoin Capital nè. Đó, những cái quỹ cũng khá là lớn, cũng đã tách ra một cái quỹ riêng rồi với tầm khoảng là tầm 430 triệu đô tới 450 triệu đô gì đó, 450 triệu đô chẳng hạn. Đó thì chỉ trong một đêm thôi. Thì liệu đây có phải là một cái tín hiệu tích cực hay không? Thì theo mình thì đây là giống như kiểu là một cái sự nỗ lực của những cái tay lớn, những cái tay chơi lớn trên thị trường, khi mà bây giờ họ đang biết được rằng là cái thời điểm hiện tại có thể là đáy rồi đó anh em. Nên là bây giờ họ bắt đầu họ đẩy tiền vào, họ kết nối với nhau để mà họ bắt họ xây dựng lên để mà có thể đón một cái cơn sóng uptrend sắp tới. Đó, nhưng mà chúng ta hãy trở về thực tại một tí đi, tại vì chúng ta đang nói về những cái câu chuyện tương lai quá là nhiều đúng không? Đó thì đây cũng là một cái tín hiệu tích cực đầu tiên trước khi chúng ta tiến đến một cái bức tranh tiêu cực mà mình cho rằng là anh em cũng phải cần nhìn nhận lại một tí, chúng ta cũng phải cần chậm lại để mà chúng ta biết được rằng là liệu đây có phải là một cái sự chấm hết đối với thị trường hay không, hay đây sẽ là một cái bài học kinh nghiệm mà chính crypto phải học được để mà có thể trưởng thành hơn trong tương lai. Tại vì trong tương lai, khi mà chúng ta học được những cái vấp ngã ngay từ bây giờ, thì trong tương lai nó sẽ có những cái còn ghê gớm hơn những cái bức tranh bây giờ nữa. Thì crypto phải học hỏi được từ kinh nghiệm của chính bản thân mình để có thể trưởng thành hơn ha anh em. Rồi, chúng ta hãy tiến đến một cái chủ đề tâm điểm ngày hôm nay, đó chính là về Celsius và cuộc khủng hoảng thanh khoản. Nó đã gây tác động nặng nề như thế nào tới thị trường? Thì đầu tiên á, anh em biết được rằng là trong sáng ngày 14 tháng 7 thì Celsius họ đã tuyên bố phá sản rồi. Và cái việc mà tuyên bố phá sản này thì cũng giống như những cái trường hợp trước đây, tuần trước mình chia sẻ cho anh em là về Voyager và về Three Arrow Capital. Nhưng mà theo một cái nhìn tích cực đó, thì mình cảm thấy được rằng là Celsius họ hành động rất là chuyên nghiệp, và cái việc phá sản của họ thì mình xin để cho một cái ngoặc kép được gọi là phá sản tử tế. Và tại sao mình gọi là cái cụm từ tử tế này thì mình xin giải thích cho anh em như sau. Đó chính là Celsius á, thì ban đầu là họ bị ảnh hưởng bởi cái cuộc khủng hoảng thanh khoản gây ra đúng không, rồi họ chặn nạp rút tiền người dùng nè. Sau đó đó, cái vấn đề mà không giống như những cái nền tảng khác là chỉ chặn nạp rút tiền người dùng rồi đi vay chỗ này vay chỗ kia rồi cuối cùng giải quyết không đâu vào đâu cả, cũng không có những cái tương tác, cũng không có những cái cập nhật đến cho cộng đồng. Nhưng mà cái sự tử tế của Celsius đó, mình xin để trong ngoặc kép nha, tại vì ở đây mình không phải là mình khen, nhưng mà mình để trong ngoặc kép để cho anh em có thể hiểu được nó nhiều nghĩa hơn chẳng hạn đó. Nhưng mà Celsius đó thì sau khi mà họ chặn nạp rút tiền người dùng đúng không, rồi họ bắt đầu họ nghĩ ra những cái giải pháp như là họ thuê những cái chuyên gia, những cái cố vấn pháp lý về tài sản để có thể đề phòng cái trường hợp mà họ phá sản. Và cái việc mà họ thuê những cái cố vấn pháp lý như vậy thì anh em nên hiểu được rằng á, là Celsius không phải là họ thuê một lần anh em, mà tổng cộng cái vấn đề mà thuê của Celsius đó là họ thuê tới 3 lần, tức là một lần đầu tiên là ông A, sau đó họ bổ sung thêm ông B,
và sau đó ông C cuối cùng để thay ông A, tức là Caesar cảm thấy ông A không còn hiệu quả nữa và thuê ông C. Đó thì cái đó đã chứng minh được rằng là cái độ nghiêm túc của Caesar trong cái vụ này. Và không những vậy đâu, họ còn đưa ra nhiều cái giải pháp về tái cấu trúc nợ, tái cấu trúc công ty, đưa ra những cái định hình hướng khác nhau để mà có thể giải quyết vấn đề này. Và dẫu cho họ đã chọn một cái giải pháp rằng là họ sẽ đóng băng tiền người dùng và họ lấy để họ đi thế chấp, họ vay nợ cho những nền tảng DeFi lớn như là về Compound, như là về Aave hay là về MakerDAO chẳng hạn. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì họ cũng đã trả được hết nợ ở trên Maker, họ trả được hết nợ trên Aave và họ trả được hết nợ trên Compound. Tức là họ sạch nợ anh em, họ trả lại cho những cái giao thức đó và bây giờ họ mới phá sản. Tức là nó không gây quá nhiều tổn thất đối với những cái giao thức khác, thì mình cho rằng đây là một sự tử tế. Nó không giống như một cái sự lùm xùm của Voyager và FTX lẫn Alameda Research. Nó cũng không giống như một cái sự lùm xùm mà quỵt nợ, quỵt tiền giữa Three Arrow Capital và những cái công ty khác. Thì anh em có thể đối chiếu lại với cái bức tranh so sánh này để mà chúng ta có thể thấy được rằng là tại sao khi mà Caesar nộp đơn phá sản, chúng ta hãy ngồi lại cùng nhìn nhau về câu chuyện, thì chúng ta cảm thấy rằng là Caesar có lẽ đang làm rất là đúng anh em. Rồi, như vậy là đủ rồi. Thì ở đây thì mình sẽ dùng một cái hình ảnh để mà có thể mô tả một cách nó tổng quan nhất cho anh em về cái đầu đuôi câu chuyện nó diễn biến ra sao ha, và đến bây giờ chúng ta đang ở đâu. Đó, thì điều đầu tiên thì anh em có thể thấy được rằng đó là chúng ta đã có một cái sự gọi là sự khơi mào đây. Khơi mào đây đó chính là về Terra Luna. Thì anh em biết được rằng á, là giá của Terra giữa cái mô hình Minbird nó bắt đầu nó gặp sự cố khi mà Bitcoin bắt đầu đâm liên tục như vậy. Thì cái lỗ hổng ở cái mô hình mà in với lại đốt để tạo ra Luna, để tạo ra USD của Terra nó bị lung lay. Và nó đã dẫn tới một cái hiệu ứng dây chuyền khi mà cả hai cùng kéo nhau xuống hố luôn. Và cái vụ này thì nó đã để lại khá là nhiều tổn thất cho thị trường rồi. Và cái việc mà tổn thất của thị trường mà đã được mọi người gọi là biết đến nhiều nhất thì chẳng ai khác đó chính ngoài Binance cả. Tại vì anh em biết được rằng là Binance là một cái sàn mà ai cũng biết đến, ai cũng quan tâm. Thì Binance đã tuyên bố rằng là bị thiệt hại khoảng 1,6 tỷ từ cái việc đầu tư Luna. Thì cái điều này nó cũng cho chúng ta thấy rằng là đây chính là tín hiệu của downtrend đây rồi. Tại sao mình lại nói như vậy, thì anh em có thể đồng cảm với mình một cái câu chuyện này hay không? Khi mà chúng ta hay chơi long short chẳng hạn, chúng ta bị thanh lý thì chúng ta hay nói là ôi anh CZ giết tôi rồi, anh CZ giết tôi rồi chẳng hạn. Đó thì cái người mà đầu ngành như Binance, cái người mà đầu ngành như CEO CZ đó thì không thể nào mà đầu tư lỗ được, có khi còn lời hơn nữa, tại vì họ là những cái người mà chi phối thị trường và họ là những cái người có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn cho thị trường, đúng không? Mà bây giờ chúng ta có một cái tin là Binance đầu tư lỗ luôn nè, thì anh em cũng đã ngấm ngầm được một cái câu chuyện là cái câu chuyện mà downtrend nó đã tới rất là gần rồi và sẽ là một cái điểm ngòi để mà dẫn tới những cái cuộc đổ vỡ tiếp theo nữa mà chúng ta không hề biết trước được. Và cái sự đổ vỡ đó nó đã bắt đầu được hình thành khi mà thị trường đâm xuống anh em. Thị trường đâm xuống và các cá voi bắt đầu cảm nhận được hơi của nhau và họ bắt đầu họ săn nhau. Và cái việc mà họ săn nhau thì ở đây mình sẽ không có nói đích danh tên, nhưng mà nó đã gây ra một cái trường hợp mà mình đã chia sẻ rất là chi tiết cho anh em, đó chính là vụ mà Stake ETH với lại ETH nó bị trượt giá lẫn nhau quá là lớn. Và cái việc trượt giá như vậy đó thì những cái nền tảng lending đang nắm giữ Stake ETH thì họ phải có một cái phản ứng kịp thời để mà họ giải quyết vấn đề. Nhưng mà tại vì á, cái sự trượt giá nó quá là lớn và nó diễn ra quá là nhanh, nên những cái nền tảng á, mà nắm giữ Stake ETH họ không có kịp đưa ra cái giải pháp anh em. Và cuối cùng đó là ai? Đó chính là Celsius ha. Và cái lỗ hổng này nó hở ra. Mà anh em biết những cái nền tảng mà cho chúng ta gửi rút tiền và lending á, thì cái lượng người dùng họ rất là nhiều. Mà khi mà người dùng họ đã cảm nhận được rằng là ok, cái nền tảng của anh nó bắt đầu nó có vấn đề rồi, nó bị tác động bởi một cái vấn đề vô hình nào đó, thì người dùng sẽ tranh nhau rút tiền anh em. Nó giống như là một cái việc mà anh em tranh nhau dẫm đạp lên nhau để mà bán tháo vậy đó. Thì cái việc mà người dùng rút tiền từ những cái nền tảng này nó cũng như vậy thôi. Ban đầu là một người dùng rút 1.000, sau đó người dùng thứ hai rút 1.000, nhưng mà người dùng thứ ba, thứ tư, thứ năm và tới thứ hàng trăm như vậy, họ liên tục họ ồ ạt họ rút ra với cái mức tiền ngày càng lớn. Thì dĩ nhiên Celsius đã bị mất thanh khoản, và Celsius khi mất thanh khoản đó thì họ đã đóng băng cái việc nạp rút tiền của người dùng. Nhưng mà Celsius hoàn toàn không đơn độc anh em. Anh em thấy được rằng á, Celsius sẽ có những cái nền tảng lending khác bị móc nối với Celsius trong cái chuỗi sự kiện này. Đó, tại vì á, nó cũng như câu chuyện mà ở trong cái clip Stake ETH với ETH mình nói với anh em, là không phải anh lending này anh hoạt động đơn độc một mình anh nữa, mà sẽ có một nền tảng lending khác mượn tiền của anh này, rồi cái anh này lại cầm tiền của anh này đi cho nền tảng lending khác mượn. Tức là nó mượn theo một cái chuỗi dây chuyền vòng tròn đó anh em. Đó, và mình hay gọi đó chính là một cái sự chồng chéo nợ. Đó,
Rồi, và những cái nền tảng mà nó liên đới như vậy là ai? Đó chính là về ba bao finance, nó chính là về Defiant Capital, nó chính là Finblock và VoJG nữa. Đó. Và trong một cái mớ hỗn độn như vậy, đó, anh em có thấy cái con chọi chuột của mình không? Trong một cái mớ hỗn độn như vậy thì chúng ta đã có một cái nhân vật khác, đó chính là quỹ 3Arrow Capital. Thì á, những cái nền tảng lending này họ làm dịch vụ, họ làm nền tảng nha anh em. Và 3Arrow Capital là họ là người chơi. Đó, chúng ta cần phải phân biệt hai cái khái niệm này để chúng ta hiểu rõ được cái toàn bộ cái bố cục của câu chuyện nha. 3Arrow Capital là người chơi. Và cái người chơi 3Arrow Capital này, cái quỹ này đó, thì cái tài sản của họ khi mà trong cái mùa uptrend vừa rồi thì theo như cái nguồn tin mà mình đọc được thì nó lên tới khoảng là 18 tỷ. Đó. Đó thì 3Arrow Capital người chơi này, mà người chơi này lại là người chơi thích đòn bẩy anh em. Chúng ta là có một cái sự trùng hợp ở đây đúng không? Một bên là người chơi, một bên là nền tảng, nhưng mà cả hai đều có một điểm chung là rất thích đòn bẩy. Đó, và cái đòn bẩy này nó đã khiến cả hai móc nối lại với nhau. Và không chỉ 3Arrow Capital móc nối với một nền tảng lending đâu, mà còn móc nối với rất nhiều nền tảng khác nữa anh em. Và nếu mà 3Arrow Capital có mệnh hệ gì thì tất cả những nền tảng lending khác cũng sẽ bị vấn đề. Kết hợp lại với tình trạng đang xảy ra trên thị trường nữa là khủng hoảng thanh khoản nữa, thì anh em biết là đã tạo ra một cái hiệu ứng domino, một cái quân cờ đổ vỡ và khiến cho những cái nền tảng khác, những cái người chơi khác, những cái cá mập khác bị đổ sập luôn. Đó. Và cái việc mà anh em, cái việc mà cái kết quả nó đến như là cái VoJG Capital, VoJG Digital chặn nạp rút nè, rồi những hoàn là cái nền tảng khác chặn nạp rút nè. Đó thì nó đã dẫn tới một cái trường hợp khác, đó chính là nó liên đới tới sàn giao dịch luôn anh em. Và cái sàn giao dịch ở đây đó chính là sàn KuCoin. Đó, sàn KuCoin bị châm ngòi là ok, anh có phết, anh sẽ bắt đầu anh chặn nạp rút. Đó, và sau khi cái sự kiện KuCoin này xảy ra đó anh em, thì anh em biết được một cái câu chuyện hài hước rằng á, là có nhiều người họ còn sợ đến nỗi mà họ giống kiểu là họ nói rằng là ô, một ngày nào đó có khi nào Binance chặn rút không ta? Có khi nào Coinbase không ta? Có khi nào FTX không ta? Và thế là họ đã cầm tất cả những cái số tiền ở trên những cái sàn này họ rút về ví lạnh anh em. Và một cái câu chuyện, nói chung là nó là một cái hiệu ứng mà mình cho rằng nó cũng khá là thú vị trong cái thị trường này. Khi mà anh em biết trong khoảng là một tháng vừa rồi á, những cái công ty ví lạnh như là về Ledger, về Texas hay là về những cái công ty ví lạnh khác đó, cái ví mà USB anh em, mình hay gọi là ví cứng đó, thì tự nhiên doanh thu của họ tăng một cách ầm ầm luôn. Đó, đó là một cái vui bên lề thôi. Thì chúng ta hãy quay trở lại một cái câu chuyện. Thì ngoài cái việc mà ảnh hưởng đến những cái nền tảng khác, những cái sàn giao dịch khác mà họ bị liên đới bởi một cái câu chuyện rằng là sẽ có một ngày chúng tôi sẽ bị khủng hoảng thanh khoản và chúng tôi sẽ chặn người dùng. Đó, vì thế nên cái làn sóng tiêu cực đó nó đã ảnh hưởng tới mặt bằng chung và nó gây ra một cái hiệu ứng bán tháo trên người dùng ha anh em. Rồi, và cái điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, khi mà 3Arrow Capital họ không gượng nổi nữa bằng những cái khoản vay của họ, mà chủ yếu là ETH và chủ yếu là Bitcoin anh em. Đó, mà phần nhiều là Ethereum á, phần nhiều là những cái token trên Ethereum. Thì đến một ngày thì 3Arrow Capital bị tòa án tại quần đảo Virgin thuộc nước Anh đó ra lệnh thanh lý tài sản và đã kéo theo những cái cáo buộc thanh lý tài sản hàng loạt sau đó luôn anh em. Và cuối cùng đó, cái kết quả của 3Arrow Capital, cái kết quả của một cái người chơi lớn, của một cái chú cá mập lớn này, chú cá mập thích đòn bẩy chứ không có thích là tiền của mình là phải đầu tư trên tiền của mình, nhưng mà chú cá mập lại thích đòn bẩy, thì chú cá mập này đã chính thức bị mắc cạn và đã chính thức bị phá sản luôn. Rồi, và trong cái khoảng thời gian mà 3Arrow Capital bị phá sản thì chúng ta cũng đã ghi nhận rất nhiều sự nỗ lực đến từ cái người mà nặng nề nhất trong cái vấn đề này, đó chính là Celsius nha anh em. Tại vì anh em biết được rằng đó là cái khoản vay của Celsius đó ở trên MakerDAO, ở trên AV, ở trên Compound rất là lớn. Và cái điều nguy hiểm nhất là ở trên MakerDAO, thì lúc đó thì mình cũng hòa cùng anh em để mà nắm rõ cái nhịp độ này. Khi mà cái giá thanh lý ban đầu của Celsius ở trên MakerDAO thì nó rơi vào tầm khoảng là nó rơi vào tầm khoảng 18.000 đúng không? Đó, khi biết 18.000 sau đó là họ lại đẩy xuống 16, họ đẩy xuống 12, họ đẩy xuống 7, họ đẩy xuống 4 và cuối cùng họ trả hết nợ luôn. Một cái điều thần kỳ đã xảy ra đó. Tức là và sau đó nữa là họ cũng đã trả nợ ở trên EV và ở trên Compound, và cái điều đó nó đã làm sôi động lên cái tinh thần của thị trường khi mà anh em biết được rằng là chúng ta đang lâm một cái cảnh nó khá là cay đắng, khi mà hàng loạt tay chơi cũng ảnh hưởng, rồi hàng loạt nền tảng lending cũng ảnh hưởng, nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Celsius không tạo ra thặng dư, không tạo ra lợi nhuận kinh doanh mà vẫn còn đang đóng băng người dùng rút tiền nữa, mà tiền ở đâu Celsius có thể trả được nợ? Thì cái vấn đề đó là mình nghĩ rằng là họ cũng rất là giỏi và cũng rất là nỗ lực để mà có thể làm cái, để mà có thể giải quyết được cái vấn đề này. Đó, và sau đó thì dần dần Celsius chúng ta hãy bỏ qua, tạm gác qua một bên đi, và dần dần á, càng về sau này á, càng về đầu khoảng cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đó anh em, thì anh em có thể thấy được rằng là chúng ta cũng đã có những cái quỹ đầu tư họ bắt đầu họ
họ công khai thông tin ra rồi mà chúng ta cực kỳ bỡ ngỡ, đó chính là về giống kiểu là về Galaxy Digital nè, về DeFi nè, Digital nè, về Pantera nè, là về Trump nè. Đó là họ đã, giống như kiểu là họ đã dần dần họ bắt đầu họ nói là chúng tôi đã bị thiệt hại về Terra cũng khá là nhiều. Tức là sau khi mà cái vụ Terra nó đi qua rồi đó, thì bắt đầu những cái quỹ này họ mới ngoi lên mà họ nói là chúng tôi cũng bị thiệt hại vì chúng tôi cũng đầu tư vào Terra. Đó, và sau đó thì cũng đã có những cái nền tảng nó liên đới, dần dần nó cũng lộ ra, như chúng ta cũng đã thấy là BlockFi, chúng ta cũng thấy CoinFlake, Genesis Trading hay là Vault. Đó, những cái nền tảng liên điên đặt tại nhiều quốc gia khác nhau, thì họ cũng nói rằng là họ cũng đã chọn giải pháp là chặn người dùng rút tiền khi mà cái khủng hoảng thanh khoản nó đã lan rộng ra một cái quy mô quá là lớn như vậy rồi. Đó, và cuối cùng đó thì sau khi cái để lại cho chúng ta là gì? Cái để lại cho chúng ta là 18 tỷ bốc hơi của Three Arrow Capital. Một đống nợ của Three Arrow Capital vẫn đang gây lỗ cho những cái nền tảng lending như cái con chọi chuột của mình đây anh em thấy. Tại vì ông này là người chơi, mình đã giải thích rồi đúng không? Ông có thể mượn của BlockFi, ông mượn của CoreFlex, ông mượn của Genesis Trading, nhưng mà bây giờ ông không có trả được. Mà cái khoản này đó, cái khoản mà ông thế chấp này đó, bây giờ thị trường đâm xuống rồi. Thì cái khoản này nếu mà họ thanh lý, họ đổ ra tiền thật á, thì nó không giống như cái khoản vay ban đầu của Three Arrow nữa, thì có phải là họ bị lỗ không anh em? Đó, họ bị lỗ. Đó, một đống nền tảng này bị lỗ. Mà khi bị lỗ thì sao? Bị lỗ thì có phải là cái giá trị trong công ty của họ nó sẽ đi xuống, tiền của họ không còn nắm nhiều nữa. Mà cuộc khủng hoảng thanh khoản đang diễn ra thì nó càng thêm khủng hoảng thôi, tại vì họ đâu có giữ quá nhiều tiền đâu. Đó, mà đã vậy còn bị lỗ nữa. Ha, rồi sau cái tàn dư mà Three Arrow Capital để lại phá sản luôn, thì chúng ta cũng đã có đến đây thì chúng ta cũng đã có là Voyager cũng phá sản luôn. Đây cái nền tảng này nè, Voyager phá sản, Three Arrow Capital phá sản, và mới nhất là Celsius cũng phá sản luôn. Đó, và cái ông Vau này đó thì ổng cũng đang đứng trước một cái nguy cơ, gọi là cái nguy cơ phá sản. Nhưng mà rất là may khi mà Vau sẽ còn có 60 ngày nữa để mà có thể định đoạt được cái số phận của mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng là 60 ngày tiếp theo của Vau thì chắc chắn sẽ khá là yên bình mà thôi. Tại vì là đứng phía sau của Vau thì đang là một nền tảng lending Nexo. Thì trong vòng 60 ngày này đó, thì ông Nexo này ổng sẽ tiến tới và thẩm định Vau để mà có thể mua lại công ty. Đó, thì đó là những cái diễn biến mà tổng quan trong tầm khoảng là chỉ một tháng rưỡi qua thôi, đúng không anh em? Nó đã có quá nhiều cái mớ chằng chịt này mà mình vừa tóm gọn lại cho anh em đó. Rồi ha. Và tiếp theo nữa thì cũng trong một cái diễn biến mới nhất này thôi, thì anh em có biết là cái ông Yusu, ổng là CEO của Three Arrow Capital đó, thì đến nay á thì sau khi phá sản từ tầm khoảng là vài tuần, thì hôm nay là ổng cũng đã lên, ổng chia sẻ với cộng đồng rồi. Ổng chia sẻ rằng là ổng nói là cái việc mà ổng đang bị dồn vào chân tường, và cái việc mà công ty này công ty kia nói ổng là quỵt nợ trốn nợ gì đó, thì giống như kiểu là ổng nói là những cái công ty mà thanh lý ổng á là đang đẩy ổng vào một cái, đang gài ổng anh em, tức là đang trap ổng, đang gài ổng vào một cái tình thế là ổng là người hại người ta, chứ không phải là ổng là người chứ không phải là người ta hại ổng. Đó, thì ổng chia sẻ như vậy đó. Và tự nhiên ổng cũng nói rằng là đó, để mình mở cái tin đó cho anh em xem ha, thì ổng cũng nói rằng á là về cái lời hứa của ổng, về cái sự ký kết của ổng với một cái nền tảng, đó chính là về Starkware. Đó, thì đây là một cái nền tảng Layer 2 cũng khá là nổi tiếng anh em. Thì á, sau khi mà ổng nói rằng là những cái ông lending khác đang hại tôi chỉ là người bị hại thôi, và tôi vẫn đang trong một cái quá trình gọi là đàm phán để mà thanh lý tài sản, chẳng qua là mấy người kia gài tôi quá, bây giờ tôi sợ nên là tôi không có lò mặt ra. Đó, thì mình dịch cho anh em dễ hiểu là như vậy. Và cuối cùng thì ổng cũng nói rằng đó là cái việc mà ổng hy vọng rằng là cái nền tảng Starkware này đó là sẽ giữ lời hứa với cộng đồng, sẽ giữ lời hứa với ổng là như kiểu là sẽ ra mắt token. Mà cái điều này á là anh em biết được rằng á, cái tin mà khi một cái nền tảng họ ra mắt token là một cái tin mật đó, và chỉ khi nào họ công bố ra thì chúng ta mới biết được rằng là cái tin này nó sẽ đến thôi. Nhưng mà tự nhiên trong một cái phút chốc mà Yusu nói rằng là Yusu đã leak ra một cái tin là ok, cái giao thức Starkware này nó sẽ có token, thì tự nhiên mới ngày hôm qua Yusu nói cái tin đó, thì hôm nay Starkware cũng phải đành thông báo là chúng tôi sẽ có token thôi. Tại vì giống kiểu là mình nghĩ là đây cũng là một cái trường hợp khá là mắc cười, tại vì có thể là trong 1-2 tháng sau hoặc là trong quý sau thì Starkware mới thông báo, nhưng mà tại vì ông này ông lỡ mồm hay sao đó, thì cuối cùng là Starkware đành phải chịu giọng mà thôi anh em. Thì mình nghĩ rằng đến đây thì cái video này cũng khá là dài rồi, nên mình cũng xin cảm ơn anh em ha, và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye.